danh Cha và Con và thanh Thần. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc đưa Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Là... Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sang dành Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen xin cộng đoàn hiệp ý với những người xin khấn trong tuần qua. Năm người xin được như ý, bảy người xin ơn bình an, tám người xin được khỏi bệnh và có sức khỏe, hai người xin cho vợ chồng hòa thuận và thương yêu với nhau, ba người xin cho con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo, ba người xin ơn sống đời dâng hiến, bốn người xin ơn hoán cải trở về cùng Chúa năm người xin thêm lòng kính mến Chúa Đức Mẹ và sống tốt lành hơn. Bốn người xin được đi đường bình an. Năm người xin cầu cho các linh hồn. Ba người xin ơn chữa lành. Năm người xin vượt qua cơn gian nan khốn khó. Ba người xin cho giấy tờ thuận lợi đậu phỏng vấn. Một người xin tìm được người bạn đời. Một người xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Một người xin chữa bệnh về tâm trí và trầm cảm xin cho quý sinh viên vượt qua thử thách và thi cử đỗ đạt xin thánh mắt tin ban cho con ngày mai thi quốc tịch được kết quả tốt chị thoa xin cho người chị mau tai qua nạn khỏi văn phòng ơn gọi xin có thêm ơn gọi cho phụ tỉnh và ơn bền đỗ cho các thầy tỉnh dòng đa minh việt nam xin lấy lại những tài sản đã mất Hai người tạ ơn vì đã được khỏi bệnh. Một người tạ ơn vì con cái đã ngoan ngoãn và vâng lời. Một người tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa Đức Mẹ. Hai người tạ ơn vì đã được đi đường bình an. Một người tạ ơn vì đã có việc làm ổn định. Bốn người tạ ơn vì đã được như ý. Năm người tạ ơn vì đã được bình an. Giờ đây trong thinh lặng mỗi người hãy dâng những ý nguyện riêng. chúng con nguyện xin thánh Martino người là chương sáng soi của lòng nhân ái thua bình sinh với lòng thương xót vô bờ người đã giang tay ôm ấp như người khô đau thì ngày nay trên người trời vinh hiến cao sang Người hay thương nghe muôn tiếng chúng con cần cầu Chúng, chúng con nguyện xin Thánh Mát Người là cha những kẻ khó nghèo đau yếu Lấy tình thương yêu những nỗi u buồn và hãy ban ơn cho hết muôn người kêu xin được mạnh sức đến ngày vui đón hy sinh và luôn nói theo gương sáng các nhân đức người chúng con trông cậy ra thanh đức mẹ chúa trời xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thôn đức nữ đồng trinh hiển vinh sang lang hàng chưa chúng con cho khỏi mọi sự giữ amen Nơi ra thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu, chúng con Lấy trái tim cực thanh cực tịnh ra thanh Đức Bà Maria Cầu cho chúng con Lấy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh Cầu cho chúng con chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa trời sáng lang vui vẻ vô cùng amen nhân danh Cha và Con và Thánh Thần amen